xứ những cái cây và những cái vỉ trên đây là công việc mặc định thứ hai trong ngày cùng với trò gà ăn. Thì anh em nên làm tưởng là lên Đà Lạt có lạnh là nắng mình sẽ không không cảm thấy nóng nha. Mặc dù là nó không nóng thiệt đó mà nó vì mình ở trên cao nên là cái nắng này là nắng lỗ đầu thiệt đó, nó không có nực thôi chứ nó nói chung là nó làm cái da mình khó chịu lắm, nó gác luôn á. Nên là mỗi thằng tôi là khi làm vườn là phải update cho mình một cái nón lá nha. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ tưới cái rừng tỏi ớt là cái số 5 đó để chống sâu bọ. Ở đây cái bảng này là chi tiết từng loại thuốc và cái tỷ lệ để pha với nước. Này có là lần đầu tiên mà tôi ứng dụng cái tỷ lệ này vô đời sống luôn đó. Tôi mà không đi chuyến này thì chắc cả cuộc đời không bao giờ đụng vô mấy cái nông cụ đâu anh em ạ. Nhưng mà cũng vui lắm, học được. Mới thấy là người nông dân người ta cực lắm anh em ạ. Mà chị hỏi đó là đang ở một cái đồi ở Đà Lạt. Có dịp lên chơi. Chàng ơi, đang giờ giữa trưa đúng không chị? Mà đang giờ hả? À, ok, 4 rưỡi chiều. Cơ đi mấy anh em ơi. Cơm đi. Dạ. Cơm đi mày. Xếp hàng vô, xếp hàng vô. Rồi, mèo, thứ nè. Bò xuống rồi. Bò ngồi. Bò. Còn nhát quá cho mình. Rồi, đây. Mùi, mè. Khói. Câu lột. Gấu. Yeah. Tôi và Vạn Thịnh mới được leo đèo lần nữa với hai con chiến mã của tôi. Thì hôm nay nhiệm vụ là sẽ đi nhặt những cái lá thông. Những cái lá thông mà héo héo vậy nè, trên đồi. Yeah. Thì được chạy lại cái đường mà ngày đầu tiên tới đó. Và lâu lắm rồi cũng mới nổ máy chiếc xe này. Chắc cũng 3-4 ngày gì đó. Và cảnh dưới đây rất là đẹp nha anh em. Đẹp như ngày đầu tiên. Ba bịch lá thông khô ở dưới kia rồi. Bây giờ thì tôi đang cố gắng leo tới cao nhất của quả đồi này. Bắt đầu thôi, bây giờ mình sẽ có cánh đồng. Thành quả của công sức leo của hai tôi nãy giờ tới anh em à. Bên đây nè. Bên đây nữa. Wow. Oh my god. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Quá đỉnh.
đây là cái đỉnh cao nhất ở cái khu vực xung quanh. Thật ra là còn con đường lên xíu nữa, tí tụi tôi sẽ lên nữa. Lên nữa nhưng mà ở đây thấy cảnh quá quá đẹp nên phải dừng lại ngắm. Có thể camera không thấy rõ nhưng mà không thấy rõ đâu. Có những cái cối xe gió rất cái quạt điện á. Rất là xa. Nguyên cái Đà Lạt. Cái đám mây tuốt tuốt ra. Cứ như trong chuyện cổ tích gì đó anh em à. Còn bên đây là ánh nắng nó xiên xuống luôn. Tưởng mấy cảnh này xuất hiện trong anime thôi chứ. Ở đằng xa đó chính xác là trung tâm của Đà Lạt luôn đó anh em. Tôi nghĩ là đứng ở đây là anh em có thể thấy được mọi thứ anh em muốn thấy ở Đà Lạt rồi. Có trời, có núi, có thành phố, có chạy, các kiểu, mây. Quá tuyệt vời. Rồi, cuộc chơi hôm nay gần kết thúc rồi nha. Bây giờ tới phần còn lại của câu chuyện, đó chính là leo xuống núi. Dạ, yeah, mọi thứ đều ổn nha. Tụi tôi đã xuống tới chỗ của hai bò lá này rồi. Rồi, tạm biệt chiếc phiêu lưu. Tạm biệt kỷ niệm. Yeah.